anh đem ít tôm với lại em mà con có gì ăn chưa, nấu cơm chưa? Em hai mẹ con ăn mắm mắm tối à? Bao nhiêu đây? 20.000. Xuống nhá. Xuống nhá. Đây kìa. Ai chờ. Nhá. Bác chờ. Mẹ giặt quần áo nha. Em đứng ở đây chờ mẹ nhé. Ôi em không có dép.
cho mẹ nhé. Chờ mẹ nè, đứng ở đây, đứng ở đây, đứng ở đây chờ mẹ. Chờ mẹ ngã 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 bùng. Cho mẹ một tí, cho mẹ một tí, mẹ phơi quần áo rồi nha. Thank you.
chờ mẹ nhé, chờ mẹ một tí, chờ mẹ một tí. Chờ mẹ, chờ mẹ. Em thấy rồi nhé. Ồ cho mẹ, mẹ xin xin, mẹ xin xin, mẹ xin xin. À, mẹ xin xin nhé, nhé, nhé. Chờ mẹ nhé. Ồ mẹ nấu cơm nấu cháo cho em ăn nhé. Nhé. Chờ mẹ nha. Hai mẹ con có ở nhà không đấy? Có anh ơi. Anh đem ít mì tôm với lại cái chảo về cho hai mẹ con. Tôm. Nha, mì tôm. Đây là lọ mớ. Đây cái chảo. Con có gì ăn chưa? Nấu cơm chưa? Em nấu cơm rồi, chưa làm rau. Còn tí. À về tí nha.
Mầm mầm đói à, em đói mầm mầm à. Chân xấu giúp em nhé, em nấu cơm ăn nhé. Mẹ con ăn thế này thôi à? Vâng, em ạ. Mầm nhá. Để nha. Ngon ngon nha. Mầm nhá. Đây. Đây. Đây.
anh ăn cơm với hai mẹ con em. Ừ. Được. Cứ để đấy. Anh không ăn không? Em ăn đi. Ăn đi. Anh ăn rồi à? Ăn cơm rồi à? Anh no rồi. Em mời ăn cơm nhé. Ừ, tự nhiên. Ngon nha, anh ơi. Ngon nha. Ừ, em ăn nhé. Em ăn em ơi. Nè, nè. Ăn. 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 Này. Hai mẹ con nghỉ nhá, anh về đây. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Ừ. Bye bye đi, bye bye bác đi con. Bye bye. 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 Bye bye.